Chào các em. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em thi vòng số 1 V-Olympic lớp 8 năm học 2015-2016. Bài thi số 1. Các em chuẩn bị máy tính và giấy nháp. Bài thi đầu tiên sắp xếp tăng dần. Thì thầy sẽ có cái bảng nháp ở bên cạnh để tính song song với quá trình thầy giảng luôn. Rồi, các em lưu ý trên màn hình, cái bảng của cha chúng ta khá đơn giản, chỉ gồm có hai cột và năm dòng. Thì có thể thấy là cái dạng toán giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất là các em sẽ thường xuyên gặp trong các bài thi Vim-Bích. Thì cái vấn đề này máy tính bỏ túi sẽ giải quyết rất là nhanh và gọn. Còn cách sử dụng máy tính để giải quyết nhanh gọn như thế nào trong cái loạt bài tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất, thì các em hãy ghé kênh của thầy để xem cái video sử dụng máy tính bỏ túi để tìm min và max, tức là tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất. Và ở đây thầy không có thời gian để giảng kỹ về cái thủ thuật sử dụng máy tính đó. Có thể thấy là làm bằng tay thì các em tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của một cái biểu thức rất là khổ. Nhưng mà sử dụng máy tính bỏ túi chúng ta chỉ tốn cỡ 10 đến 15 giây là chúng ta có thể tìm được giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất một cách nhanh chóng. Và có thể trả lời nó đạt được khi giá trị biến x bằng bao nhiêu nữa kìa. Còn cách sử dụng như thế nào thì các em hãy lên kênh của thầy và xem cái video riêng. Như vậy là thầy đã giải xong cái hàng đầu tiên. Ở cái ô thứ hai của hàng đầu tiên thì các em có thể thấy là n người ta không có bó buộc gì hết. Vậy các em có thể chọn n bằng giá trị tùy ý cũng được. Đó là thủ thuật làm mẹo cho nhanh. Còn nếu tính tính bình thường, tính theo kiểu tự luận, toán tự luận thì chúng ta cứ đặt nhân tử chung thôi. Hàng số 2. Ô thứ nhất ta cũng dùng máy tính bỏ túi. Ô thứ hai chúng ta có thể chọn x một giá trị bất kỳ để tính cho nhanh. Còn không thì các em cứ khai triển đa nhân đa và đơn nhân đa và tính. Hàng thứ ba chúng ta dùng máy tính chức năng ship show à. Cái này cũng có trên kênh video của thầy. Chúng ta qua hàng thứ tư. Giá trị của biểu thức chứa x mà không có bó buộc x gì cả. Thì nếu đây là bài toán tự luận thì các em khai triển ra. Còn nếu là toán V-Olympic cần nhanh thì các em chọn x bằng một giá trị bất kỳ. Ở đây thầy chọn x bằng 0. Chúng ta sẽ nhẩm rất nhanh là bằng trừ 14. Hàng cuối cùng, ô đầu tiên, bên trái là hàng đẳng thức số 3, x bình trừ a bình. Và bên phải là x bình trừ 169. Như vậy a bình sẽ bằng 169. Như vậy a có hai giá trị là dương và âm 13. Ở đây người ta đòi giá trị a âm, vậy các em sẽ lấy a bằng âm 13. Ô cuối cùng, các em dùng thủ thuật min max ở trên máy tính bỏ túi, chúng ta sẽ tìm ra x bằng 3 thì biểu thức sẽ đạt giá trị nhỏ nhất. Bây giờ chúng ta chỉ việc chọn các cái kết quả tăng dần thôi. Thì việc này chính là việc của các em. Thầy xin nhắc lại lần nữa là trong cái loạt bài sắp tới chúng ta sẽ gặp rất nhiều bài toán yêu cầu tìm giá trị nhỏ nhất cũng như tìm giá trị lớn nhất của một biểu thức. Người ta còn gọi là tìm min và tìm max của một biểu thức. Thì để giải bằng tay thì đó là một vấn đề.
Nhưng nếu dùng máy tính bỏ túi thì chúng ta có thể giải rất nhanh chóng. Thì cái kỹ thuật giải là như thế nào, thầy sẽ gửi trên cái video riêng. Các em nhớ subscribe để xem các cái video đó. Chúng ta qua bài thi số 2. Tứ giác thì tổng 4 góc sẽ bằng 360. Ở đây chúng ta đã biết 3 góc. Các em có thể dùng nháp vẽ phát nhanh cái tứ giác ABCD. Chúng ta chỉ thực hiện phép trừ. 360 trừ cho 115, trừ cho 57 và trừ cho góc vuông, tức là trừ 90. Đáp án nếu thầy không lầm sẽ ra cỡ 9 mấy đó, 98. Thì như thầy đã nói thì những cái bài thi này là thầy nhờ các học sinh giỏi nhất của thầy ở các khối họ giải dùm, và thầy chỉ việc sửa lại, chốt lại thôi. Đặc biệt những câu khó thầy sẽ hướng dẫn kỹ. Thì quá trình các bạn học sinh nó giải chắc chắn cũng sẽ có một số câu sai, và thầy cũng rất muốn gặp những câu sai đó để cho các em tránh tránh mãi. Chứ nếu ta cứ thuận lợi suôn sẻ thì chúng ta cũng khó phát triển. Cái bài này chúng ta dùng chức năng tìm x ở trên máy tính bỏ túi, ta sẽ giải rất nhanh chóng. Các em lưu ý chức năng tìm x ở trên máy tính bỏ túi á, cụ thể là chức năng shift solver mà ở cái video thầy gửi riêng theo đó, thì nó chỉ giúp tìm được một cái giá trị x của bài toán đó thôi. Như vậy nó chỉ chắc ăn đối với những bài mà chỉ có một kết quả tìm x thôi. Còn những bài mà có nhiều nhiều giá trị x tìm được thì nó sẽ phá sản. Các em cẩn thận. Chuyện này thầy sẽ nói rõ hơn ở các cái video sau. Thì nhân hai đa thức này lại thì chúng ta chỉ việc lấy nháp và nhân khai triển thôi. Còn có một cái mẹo để đoán nhanh kết quả đối với cái dạng toán viên bích này. Nói ra thì nó không hay nhưng mà chúng ta cũng nên để ý. Đó là các em chọn đại x bằng bằng 1 hoặc 2 và các em thử kết quả ha. Ở đây thầy cho x bằng 1 thì biểu thức đa thức thứ nhất nó sẽ ra 5, đa thức thứ hai sẽ ra 4, và lấy 5 nhân 4 sẽ ra 20. Và sau đó các em lấy x bằng 1 thử và 4 đáp án bên dưới, đáp án nào ra 20 thì ta chọn đáp án đó thôi. Cái đó là gọi là mò, không hay lắm đâu các em, đừng lạm dụng. Câu tiếp theo, các em vẽ hình ra. Có thể thấy sau khi vẽ hình thì ta sẽ có góc C cộng góc D là bằng 180 độ, bởi vì là hai góc trong cùng phía. Đó. Sau đó chúng ta kết hợp với giả thiết C trừ D bằng 48. Như vậy là C cộng D bằng 180 và hiệu là bằng 48. Tìm hai số viết tổng và tích. Xin lỗi, tìm hai số viết tổng và hiệu. Thì các em sẽ tính được góc C và góc D, sau đó lại loại trừ dần. Bài tiếp theo, chúng ta cứ nhân khai triển vô thôi. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số thôi các em. Còn đối với toán viên bích, vì áp lực thời gian chúng ta cũng có thể làm nhanh theo cái mẹo sau đây. Bài toán này không phụ thuộc N. Như vậy các em có thể chọn N bằng bao nhiêu tùy ý. Ở đây thầy chọn N bằng 3. Sau đó tất cả những chỗ N thầy thay bằng 3 hết. Kể cả câu hỏi lẫn 4 cái đáp án, 4 đáp án bên dưới. Thì các em sẽ chọn được đáp án đúng thôi. Và như thầy nói thì cách này không nên lạm dụng. Này chỉ là một mẹo vặt
giúp chúng ta hoàn thành cái bài toán thôi, chứ về lâu về dài chúng ta không có được lạm dụng. Chúng ta chỉ việc nhân đơn thức với đa thức, cộng trừ các đơn thức đồng dạng. Ở phần câu hỏi chúng ta cũng đủ tìm ra đáp án. Bài này nếu các em chọn N bằng 3 thì đáp án đúng sẽ là đáp án nào? Đáp án thứ nhất. Rồi, ta lại dùng chức năng tìm min và tìm max ở trên máy tính bỏ túi. Cái này bạn học sinh làm hơi vội. Sai rồi. Câu hỏi tiếp theo. Đối với dạng toán tính giá trị biểu thức tại giá trị của biến thì máy tính bỏ túi sẽ giúp chúng ta rất là tốt nha. Các em gõ cái biểu thức từ x mũ 5 cho tới trừ 4 vào máy tính. Sau đó dùng chức năng tính ở trên máy tính bỏ túi và nhập giá trị của biến là bằng 12. Thì kỹ thuật sử dụng máy tính để các em chịu khó tìm cái video riêng ở trên kênh của thầy để theo dõi. Chứ trong thời gian ngắn như vậy thì thầy khó có thể hướng dẫn được kỹ thuật sử dụng máy tính. Nó là cả một cái vấn đề cần phải thấm dần qua một thời gian. Như vậy là bạn học sinh nó cũng đã hoàn thành được hai bài thi. Bài thi số 3, 10 câu tự luận. Một tứ giác thì không thể có bốn góc nhọn được các em, bởi vì bốn góc nhọn cộng lại thì tổng bốn góc sẽ nhỏ hơn 360. Câu 2, một hình thang thì không thể có nhiều hơn hai góc tù các em, bởi vì giả sử nó có ba góc tù đi thì sẽ có hai cái góc kề nhau trong cùng phía đó mà liên tiếp cộng lại bằng lớn hơn 1.8, như vậy không thể là hình thang được. Câu số 3 có thể thấy là một câu hỏi ngớ ngẩn đúng không? Câu số 4. Câu số 4 các em lấy 360 trừ đi tổng ba góc kia thôi. Câu số 5. Câu số 5, nếu lười các em có thể dùng chức năng tìm x trên máy tính bỏ túi. Còn nếu là toán học đúng nghĩa thì các em sẽ giải bài số 5 bằng hằng đẳng thức số số 7. Để ý x trừ 2 và x bình cộng hết cộng 4 chính là hiệu những bình phân thiếu của tổng. Như vậy nó sẽ là x mũ 3 trừ 8. X mũ 3 trừ 8 cộng 35 bằng 0. Các em sẽ dẫn tới là x mũ 3 sẽ bằng trừ 27 sau khi chuyển vế. Và như vậy x sẽ bằng trừ 3. Câu số 6. Chúng ta sẽ thấy hai cái hằng đẳng thức cộng với nhau, đó là x mũ 3 cộng y mũ 3 rồi cộng x mũ 3 trừ y mũ 3. Như vậy y sẽ triệt tiêu kết quả còn lại 2x mũ 3. Và ta thay x bằng trừ 1 vào, nó sẽ ra trừ 2. Còn dữ liệu y bằng 2012 chỉ là một cái dữ liệu hù dọa, bởi vì cái biểu thức này không phụ thuộc vào biến y các em. Sau khi rút gọn nó không còn chứa biến y nữa. Câu số 7, chúng ta vẽ hình thôi. Sau khi lấy 360 trừ đi 135 và trừ đi 87 ta còn lại 138, là tổng của hai góc. Hai góc này lại bằng nhau, vậy ta chia đôi. Vậy mỗi góc sẽ bằng 69 độ, góc M cũng như góc B 69 độ. Câu số 8 lại là hằng đẳng thức số 7, là x mũ 3 trừ y mũ 3. Câu số 8, biểu thức đó chính là x mũ 3 trừ y mũ 3. Các em chỉ việc thay số x
bằng 1y mình trừ 2 vào nó sẽ ra 9. Câu số 9 sẽ không có giá trị nào. Bởi vì x bình cộng 1 là một cái bình phương cộng 1 thì nó dương hẳn. Bình phương thì luôn luôn lớn hơn hoặc tồi nhất bằng 0. Cộng 1 thì dương hẳn. X bình cộng 5 cũng dương hẳn. Hai số dương nhân lại thì vĩnh viễn không bao giờ bằng 0 được. Vì vậy đừng mong tìm được x để cái đó bằng 0 kìa. Câu số 10 ta thay vào và ta tính thôi. Không có gì phải băn khoăn. Như vậy ta đã hoàn thành xong vòng thi số 1 khối 8 một cách khá nhẹ nhàng, phải không các em? Hẹn gặp lại các em ở vòng thi tiếp theo.